Thật tình thương, mến thương mọi người nhỉ. Nghiệp nhỉ.
nhiều giờ anh mang nó chả bao nhiêu rồi mình còn nhiều ngày thứ tư ừ. Chị nói là chị lấy bao nhiêu rồi mà nó vẫn còn nhiều luôn đấy ngày thứ tư là gì không hiểu ý chị nói rồi. Ủa ai chật lông rồi kìa. Còn mấy khách chưa lấy mụn này thì hả rửa mặt chưa
Còn là em mới chết râu cho Quân hả? Có bị lên mụn không?
Đẹp lắm chứ.